trong đó số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai là gần 40.500 hộ, chiếm tỷ lệ gần 26% dân số. Cùng qua rà soát năm 2022, số hộ nghèo và hộ cận nghèo phát sinh mới so với cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh này là 488 hộ, đa số đều là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực tế này, tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước trong giai đoạn 2021-2025, triển khai tốt các chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, phấn đấu mỗi năm giảm bình quân 2% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.